sao? Thuận tay tay phải. Sao đây? Tay trái là bị gãy. Rộn rã tiếng chảy khua, bông con ra vọng đê đồng đưa ra gạo ban đêm vì nghề bận làm mùa. Cách mặn cân gạo như để đánh mỹ, sóc bom bo sẵn có cái chảy đây, người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thu giấc ngày ngày. Ê, còn nhớ ngày xưa. Hey!
làm nương pha dây giữ nét quê hương, người hậu phương tiếp nương gửi đã. Ta bên bạn là bạn bên mình, đồng tình là dân thua ta. Tiếng nói dịu ra lời ca trong mắt, nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc. Về phía những hàng cây, mời cô đây cùng nghe khúc nhạc hay. Khúc nhạc đêm nay dù nhịp đêm đang chạy, đốt gần tan nhịp càng thêm rắn rối. Bóng trăng lên vữa khói đi đồi cây, người chưa ngơi đã sẵn có người thay. Cứ gạo vơi đi và rồi gạo lại đời. Trong tình nước nhớ giải phóng dân mình, ê tiếng chảy chưa dứt mặt trời đã vươn, đàn chim nao nức gỗ kim cương bay lên. Mười một đêm dã thêm nhiều gạo, bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình, này là tình của người hậu phương. Tiếng súng phương long chờ mong tiếng xa vắng rồi sẽ có ngày về đường này thắng sắp đón mơ, lại nghe tiếng chảy nhịp nhàng trên sóng.